Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì lại là Hưng đây. Thì kế bên Hưng đây là một chiếc xe mà đã làm mưa làm gió có khoảng thời gian 2 tháng trở lại đây. Thì con này được đơn vị Phoenix Auto độ. Thì ở trên hội Carnival á thì cũng khá là nhiều người quan tâm về cái gói độ của con này. Và mãi tới tận ngày hôm nay sau 2 tháng độ á thì Hưng mới xin được anh chủ xe để độ để quay review con này. Bởi vì khi mà làm xong con này anh chủ xe anh thích quá, anh lấy anh đi suốt, hai vợ chồng đi công tác suốt, nên tới tận bây giờ 2 tháng sau mới được mượn được chiếc xe đó. Thì chiếc xe này độ cái gì mà hot quá vậy? Thì bây giờ mời mọi người cùng với Hưng xem review, Hưng review chiếc xe này nha. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái nội thất. Con này hầu như là mình độ nội thất full nội thất. Con này được độ xuống 4 chỗ. À, mọi người có thể thấy là cái bản mà nhập Roja của con Carnival này là 2 tỷ mấy. Nhưng con này chỉ được độ rơi tầm khoảng từ 250 đến 300 triệu thôi. Có nghĩa là con này nó rơi tầm khoảng đâu đó 1,5 tỷ. Có nghĩa là rẻ hơn gần 1 tỷ. Thì đầu tiên chúng ta có thể xem về cái khoang nội thất của nó. Thì phải nói về cánh cửa đi ha. Thì cánh cửa này chúng cũng được đổi màu lại toàn bộ cái cánh cửa này. Ví dụ như mọi người có thể thấy là nó sẽ có một cái dây led nội thất ở đây. Đó, dây led rồ này là thế hệ mới nên cái dây led của nó khá là mỏng. Nó chuyển màu cũng khá là đẹp. Còn về phần này thì được bọc da lại. Toàn bộ xe này được bọc da nắp ba nhân tạo hết. Thì đây, trên cái da này được phối đục lỗ hoa văn. Đó, hoa văn hình quả trám kim cương nên cho nó đẹp. Còn những cái phần dưới này được bọc da và phần này được sơn nhựa đổi màu hết. Phần dưới này là khách hàng sử dụng đi hơi dơ, chứ không phải là chạy xước đâu nha. Tại vì sơn nhựa đổi màu này á, nó sẽ chống chày, nó sẽ không có bị chạy xước trong quá trình sử dụng, trừ khi chúng ta dùng vật nhọn sắc bén hay là cứng quá thì nó sẽ bị xước thôi. Đó, và để tăng thêm cái điểm nhấn cho cái cánh cửa này, chiếc xe này cũng đã được độ, không phải độ, nó ở độ thì nghe hơi kỳ. Đây được ốp vào một cái miếng nhỏ là nhôm, nhưng mà nó sẽ giống như cái của xe mạc vậy đó. Đó, giống như cái loa boom master vậy đó, thì nó sẽ được ốp vào đây, nó tăng thêm cái điểm nhấn cho nguyên cái cánh cửa này. Đó, mọi người thấy không? Còn về tiếp theo, mời mọi người qua hướng bên đây để Hưng đứng bên đây cho dễ nhìn ha. Và về phần ghế, phần trước của khoang trước của con này á, thì con này thì được đổi màu toàn bộ đằng phía đằng trước này. Ví dụ như gồm những cái ốp tắp lô phía phần dưới á, và cái con ngựa thì đã giữa ngựa hộp cần số này cũng được đổi màu lại theo màu kem, phối theo màu kem. Và ghế tài phụ cũng được đổi lại, thì đổi lại may da mới nhưng mà được phối đục lỗ kim cương trên đây để tăng thêm cái điểm nhấn cho cái cặp ghế này. Và đây, trên cái ghế này, trên cái gối đầu này được thêu cái logo của vợ chồng anh chủ xe này, là hai doanh nhân trẻ nhưng khá là giỏi đó. Và cái vô lăng của con này thì cũng được thay đổi sơ sơ thôi, đó chính là làm thay vì người ta nhúng carbon hay là ốp vân gỗ thì anh chủ xe này muốn cái vô lăng khá là đơn giản, đó chính là giữ lại phần da này, da nắp ba này, bọc mới da nắp ba này, nhưng cái phần trên này, phần dưới này thì được làm lại đen piano. Đó, đen piano là như thế nào thì có nghĩa là nó cũng sẽ là làm từ sơn đen thôi, nhưng cái bề mặt phủ của nó là bằng epoxy thì nó sẽ tăng cái chiều sâu cho cái phần sơn đen này, đó mới gọi là đen piano, đó là như vậy đó. Đấy, về phần trước á thì có thay đổi như vậy thôi, nhưng cái điều mà Hưng muốn giới thiệu với mọi người lại chính là nằm ở phía đằng sau, đó chính là khoang chủ tịch. Đó, phiên bản Roja, phiên bản chủ tịch thật sự. Mời mọi người ra đằng sau trải nghiệm với Hưng nha. Đó, thì mọi người có thể thấy khá là đẹp đúng không ạ? Thì hiện tại khoang đằng sau này, khi mà gói độ này, chủ xe sẽ bỏ hết dàn ghế đằng sau luôn, mà bỏ hết, chỉ là độ thêm hai ghế chủ tịch đằng sau. Thì chúng ta thấy tại sao gọi là ghế chủ tịch? Thứ nhất là ở giữa nó có một cái con ngựa ở giữa, để thứ nhất là cái con ngựa này nó sẽ thực hiện hết hầu hết các cái tính năng của ghế, chỉnh điện trên cái con ngựa giữa này, và hai cái vách hai bên để tùy tay, và cái con ngựa giữa cũng để tùy tay. Đó gọi là phiên bản ghế chủ tịch. Và đầu tiên thì mình muốn giới thiệu với mọi người là về cái sàn này, thì cái con này để tăng cái tính sang trọng và phải nói là đẳng cấp cho nó, thì cái sàn nó được độ lại thành sàn vân carbon và vàng lá. Đó, và trên cái sàn này cũng có logo và thương hiệu của chủ xe luôn. Đó, mọi người có thể thấy là cái sàn cũng khá là đẹp. Anh mời anh camera quay hướng vô đây một chút xíu. Đó, mọi người có thể thấy không? Khá là đẹp. Trong đây hơi tối cho nên sẽ nhìn hơi khó, nhưng mà khi mà bên ngoài á thì
thì mọi người sẽ thấy rất là rõ. Và cái đặc biệt của cái sàn này á, thưa mọi người, và nhiều người hỏi hơn đó là cái sàn này nó có trơn hay không và nó có chống chạy hay không, thì mọi người yên tâm, cái bề mặt của nó được phủ một lớp chống chạy BBF 0.8mm đó, cho nên nó chống chạy. Và mọi người thấy không, khi mà nó chống chạy nó sẽ luôn luôn bóng và luôn luôn đẹp đó. Để chi? Để cái bề mặt sợi carbon và vàng lá của nó luôn luôn trong vắt. Mọi người có thể nhìn thấy là giống như chúng ta nhìn thấy nhưng không chạm tới được, là bởi vì nó nằm ẩn bên sau, bên dưới đó. Và khi mà có cái logo thương hiệu của khách hàng ở trên đây thì nhìn khá là đẳng cấp. Có nghĩa là khi mà Hưng Độ cá nhân hóa cho chiếc xe này, có nghĩa là chỉ có chủ nhân của chiếc xe này có thôi. Và nếu như khách hàng thứ hai mà độ cái gói độ như thế này thì cũng sẽ khác cái gói độ này, khác rất là nhiều đó. Và bây giờ mình sẽ leo lên cái ghế này, mình ngồi và mình trải nghiệm thực tế cho mọi người biết là những cái tính năng và cái sự thoải mái của nó nha. Mời mọi người. Ok, và bây giờ là Hưng đang ngồi trong cái khoang nội thất, đằng sau là một cái khoang VIP. Thì mọi người có thể thấy là khi mà mình ngồi như thế này nè, đúng là ga dáng sếp thiệt, chủ tịch thiệt sự luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái cặp ghế này nó đáp ứng được cái nhu cầu, thứ nhất là đẳng cấp, đầu tiên phải là đẳng cấp của một người chủ xe đó. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là khi mà chiếc xe này được độ như vậy thì nó đáp ứng cái nhu cầu cá nhân của chủ xe, đó chính là ngồi thoải mái. Khách hàng mua chiếc xe Carnival này, thứ nhất đầu tiên là bên ngoài nó khá là đẹp, thứ hai là bên gian không trang, bên trong rộng rãi. Những nhu cầu của họ là không phải sử dụng hết cái hàng ghế này, mà là rộng rãi để độ xuống 4 chỗ để cho mọi thứ nó rộng rãi hơn. Và khi họ muốn độ một cái hai ghế chủ tịch như thế này thì hai vợ chồng anh chủ tịch này ngồi rất khá là phù hợp đó, ngồi rất sướng. Ví dụ như trên cái bảng này là công tắc để mà chỉnh điện cái ghế này, thì nó gồm những cái tính năng đầu tiên đó là chỉnh nâng chân rồi ngã tựa lưng trượt tới lui, và đặc biệt là nâng gối đầu chỉnh điện luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử chỉnh điện gối đầu ha. Mọi người có thể là gối đầu chạy lên chạy xuống. Thì tại sao gối đầu chỉnh điện? Thì chỉnh điện được để làm gì? Ví dụ như trong trường hợp mà ngã ra họ cần tăng chỉnh cái gối đầu đó, ví dụ như bây giờ Hưng cần cái gối đầu này cao lên để dựa, hay là thấp xuống để tựa ngay cổ, hoặc là cao lên để tựa trên đỉnh đầu, do chiều cao của mỗi người là khác nhau đó. Cho nên sẽ có cái tính năng chỉnh điện gối đầu này. Và tiếp theo á là cái tính năng ngã tựa lưng đó. Mọi người có thể thấy cái ghế này đó, mình đang chỉnh ngã tựa lưng cho cái ghế này đây đó đó. Và tiếp theo đó chính là nâng chân đó, đó là bề nâng chân đó, mọi người có thể thấy đây là tính năng bề nâng chân của nó đây đó, nâng lên để đỡ chân đấy. Rồi đây là tính năng trượt tới lui, tới lui. Đó, đó là chức năng full tĩnh điện. Và trên ghế này cũng có tính năng massage mát lưng. Chứ chủ xe không có muốn là độ massage rung hay là massage bơm hơi, mà là mát lưng. Thì mát lưng thì khi mà ngồi vào đi đường xa nó sẽ thổi mát qua cái da được đục lỗ như thế này để nó làm mát lưng. Thì trên đây Hưng cũng phối thêm lỗ hoa văn đục lỗ kim cương để tăng lên cái sự sang trọng của cặp ghế này. Đó, thì ở đây trong đây nó cũng có cái tủ để đồ nè, cho xe để đồ ăn nè đó. Và đặc biệt nữa là trên hai cái vách hai bên này thì nó cũng có đèn đó, mọi người có thể thấy bây giờ tắt đèn đó, mở đèn đó để tăng lên thì tăng thêm cái điểm nhấn. Và cái đặc biệt nữa là trên xe này, khi mà nếu như chủ xe ngồi ở vị trí như thế này thì mở cửa làm sao, chúng ta không thể chồm tới để mở vậy thì mất đẳng cấp quá. Thì chúng ta chỉ có việc là nhấn nút bên này thôi đó, nhấn nút bên này là mở bên kia đó, nút nằm ở vị trí này nhấn cái nó mở ra. Chủ xe không có cần phải di chuyển đâu hết đó, chỉ cần ngồi ở đây nhấn nút bên này và đóng lại. Thì sắp tới á, Hưng sẽ cải tiến về cái phần công tắc ở đây, mà chủ xe chỉ có việc là ngồi ở đây quét qua một cái thôi, tự động nó cảm biến quét qua trên đây đó nè, quét qua một cái tự động mở cửa, khỏi phải nhấn nút gì cho cực, giơ tay quét cái đó. Và ở trên đây á là có một cái hộc để ly đó, để chủ xe uống cà phê uống nước hay gì đó để ly vào đây đó, hoặc là để đồ rất là nhiều chỗ để đồ. Và đặc biệt là ở bên hai cái vách này là có thêm hai cái sạc dự phòng, ý lộn hai cái sạc không dây, xin lỗi Hưng nói nhầm. Thì khi mà sạc không dây chỉ cần đặt đi vào là nó sạc, nhưng mà do cái điện thoại của Hưng nó to quá, nó có thêm cái ốp khá là to nên đặt qua không vừa cái lỗ này. Còn cơ bản là cái lỗ này nó vừa với iPhone 13 luôn
iPhone 13 Pro luôn. Nhưng mà do cái ốp của Hưng là hơi to đó, nên vô đây nó bị chật đi. Thì khi mà đặt vào đây nó sẽ sạc không dây. Còn về cái vấn đề mà sạc có dây thì chúng ta đã có một cái ổ sạc zin ở đây rồi, nên chúng ta không cần độ thêm nữa. Mọi tính năng ở trên đây là đầy đủ hết đó, rất là thoải mái. Nên còn một cái nữa là để tăng thêm những cái sự sang trọng là trần xe này được bọc da Ankara da lộn, mà nó có vân, nó có cái vân khá là sang giống như của thằng mẹt Maybach, và được tô điểm thêm một số cái trần sau nè. Trần sau này á, Hưng xài cái bộ của Boatline là bởi vì sao xài cái bộ Boatline. Đầu tiên á, cái thích xài bộ Boatline á là nó là bộ thứ nhất cao cấp, là tại vì sao nó điều khiển qua app được. Thứ hai, cái cổng đèn của nó là cổng đèn 600 sợi quang, có nghĩa là 600 sợi quang chứ không phải là cổng 300 sợi quang. Thì cổng, lợi thế của cổng 600 sợi quang đó chính là cái đèn của chúng ta nó dày đặc đó, cho nên nhìn cái cảm giác như bầu trời sao nó dày chứ nó không phải thưa thớt. Thứ hai, cái đèn trần sao này nó có cái hiệu ứng, do cái bộ Boatline nó lại có cái hiệu ứng tỏ mờ, cho nên nó làm cho cái trần sao nó lấp lánh khi ban đêm, rất là sang trọng và đẹp, và nhìn nó khá là tự nhiên. Và tiếc Hưng có độ thêm cả luôn sao sạc nữa, nhưng mà chủ xe tắt rồi mà Hưng không tìm thấy cái remote ở đâu hết nên chưa bật lên cho mọi người. Thì có nghĩa là cứ vài giây là nó sẽ sạc một cái, có nghĩa là như sao chổi vậy, nó sạc qua một cái đó. Thì con xe này Hưng độ cũng khá là tâm huyết về những cái gói độ của Hưng á, và những cái sản phẩm của Hưng á, Hưng cũng chia sẻ rất là nhiều. Mà tại sao clip nào Hưng cũng nói nhiều về cái vấn đề chất lượng. Thật sự là Hưng là một người khá là mong muốn là cái sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng. Nhưng mà Hưng đang trên đà cố gắng, có nghĩa là càng ngày càng phát triển hơn nữa, để làm chi, để cố gắng đem cho khách hàng những cái sản phẩm mà thật sự là giống như là cứ mỗi năm trôi qua là Hưng luôn luôn muốn bản thân update để tốt hơn nữa, để đem đến những cái độ đẹp hơn, xịn hơn, mà khi khách hàng sở hữu đó mang tính chất cá nhân hóa cao hơn. Có nghĩa là khí độ ở đây là chỉ có khách hàng có cái sản phẩm này, nếu như không phải là mình độ thì ở chỗ khác nó sẽ rất khó có đấy. Cũng cảm ơn, thì thật ra là trong khoảng 2 năm dịch vừa rồi và cái khoảng thời gian ở đây thì cũng may mắn, cũng cảm ơn rất là nhiều anh chị khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ, và đặc biệt là đem những cái chiếc xe mà những chiếc xe tiền tỷ như thế này mà đưa cho Hưng độ ở khoảng thời gian khó khăn. Đương nhiên nó là gì khó khăn tiền bạc, mà các anh chị vẫn luôn luôn tin tưởng và sẵn sàng xuống tiền để độ. Thì khi mà các anh chị tin tưởng Hưng sẽ luôn luôn cố gắng không để các anh chị gọi là phụ lòng các anh chị, và phải làm ra những cái gói độ đáng đồng tiền bát gạo cho các anh chị. Chúng ta phải hiểu một điều là cái gì, Hưng luôn luôn muốn gửi đến mọi người, đó chính là chúng ta hãy hiểu về cái giá trị sản phẩm nhiều hơn là cái giá tiền. Bởi vì khi chúng ta biết là khi mà bước ra ngoài kinh doanh á, mà nếu như mà em Hưng bán một cái sản phẩm mà giá rẻ thì chắc chắn không thể nào có chất lượng được. Mà em Hưng muốn bán một cái sản phẩm giá trị cao là để vì gì? Để tăng cái chất lượng lên. Thì cái chất lượng nó đến với ai? Đến với khách hàng. Đấy, cho nên chúng ta đôi khi chúng ta phải so sánh chất lượng và chất lượng, hoặc là giá cả với giá cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn phải là chất lượng. Cho nên chúng ta đừng đem chất lượng mà so sánh với giá cả. Đó, thì chúng ta sẽ nhận lại cái... Tại rất là nhiều khách hàng đến với Hưng cũng chia sẻ với Hưng nhiều về cái vấn đề là những cái chỗ khác nó làm việc không uy tín, hay là độ ghế bãi vào á, nó sẽ không như vậy, nhưng giá tiền thì ngang nhau. Cho nên là chúng ta cảm thấy là chúng ta bỏ ra một số tiền không có rẻ hơn bao nhiêu, nhưng chúng ta nhận một cái sản phẩm chẳng có chất lượng gì thì cũng khá là tiếc. Cho nên qua những cái clip mà Hưng chia sẻ lên YouTube, Hưng cũng mong các anh chị hiểu, và để chúng ta sẽ có một cái nhận định đúng về những cái sản phẩm chúng ta sẽ độ lên xe. Đấy, và cái clip này thì Hưng cũng muốn làm để giới thiệu đến mọi người về những cái sản phẩm độ. Và cũng cảm ơn mọi người đã xem cái video clip này và quan tâm em Hưng thời gian qua. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Em Hưng sẽ cố gắng là dành nhiều thời gian hơn để review. Tại vì cái khoảng thời gian mấy tháng trở lại đây em Hưng quá bận rộn, nên em Hưng không có thời gian để review những cái sản phẩm độ độc đáo cho mọi người coi. Bởi vì cứ là độ xong là cứ phải giao xe nên không có thời gian quay. Giống như cái con này độ xong giao xe để các anh chị đi đó. Và sau khi độ con này thì có rất là nhiều người thích quá cái gói độ này, đẳng cấp quá, cho nên đã liên hệ. Thậm chí là tháng 7 này mới lấy xe mà đã đặt cọc xuống tiền cho Hưng rồi. Và phải 2 tháng nữa mới độ mà đã xuống tiền. Tại vì là đặt cọc lấy chỗ trước, chứ không thôi tới đó đưa tiền thì mình nhiều khi mình làm việc nhiều quá lại không độ được cho các bạn.
Đó, mà sắp tới Hưng cũng độ thêm một cái con phiên bản như thế này cho một chàng trai trẻ đó, chàng trai trẻ ở Biên Hòa. Chàng trai này sinh năm 2000 mấy thôi, nhưng mà chắc là một là đại thiếu gia, hai là con của thiếu gia đại gia thôi, chứ đúng là dân chơi đó. Cho nên là cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Đấy, và một lần nữa mình là Hưng đến từ Phonet Auto. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.